Mình xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến kênh Xe Đạp Giá Sỉ. Cái mẫu mà cái này gọi là gấp xuất Nhật đây này mọi người, My Palace đây này. Cái mã này của nó là mã 260 nhá. Mã M260. Em Minh thì cửa hàng cái này thì có rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có quay lên mẫu nào cả. Bán thì lâu rồi nhưng mà chưa có quay lên mẫu nào. Cái này là nó có hai màu thôi, màu trắng và màu này. Cái màu này, màu hình như màu hồ của hòa đi là màu trắng hay sao ấy. Thì em sẽ lên cái clip màu trắng cho mọi người. Còn màu này gọi là cái màu gì đây? Màu này là màu nho. Màu nho, đúng rồi, màu nho xăm panh đấy. Màu nho, đúng màu nho luôn mọi người ạ. Màu quả nho như thế nào thì nó như thế. Xe này thì về chất lượng thì không còn gì để nói. Xuất Nhật rồi, em chỉ nói về cái thiết kế thôi. Chứ còn chất lượng không còn gì để nói cả. Giá bán em mình bán có 5 triệu thôi nhé mọi người nhé. Bao ship trên toàn quốc 5 triệu thôi. Mã của nó là M260. Cái này nó có một cái đèn này rất là hay. Cái đèn này thì nối với cái củ điện này. Gạt cái này xuống một cái là nó quay bánh. Giống hệt xe mini Nhật của ngày xưa. Tầm khoảng 20-30 năm trước là 20 mấy năm trước là nhà em buôn xe Nhật bãi đấy. Là cái đồ này là rất là nhiều này. Mới lại cái khóa này mọi người. Cái khóa này lâu từ cái ngày nó ra mới nhìn thấy xe, nhìn cái kiểu này. Khóa đây đúng là xe Nhật luôn. Đây thì đích thị là xe Nhật luôn này. Đề nó Shimano nhé, líp Shimano 7 líp. Có một đĩa thôi. Con này có một đĩa thôi. Cái yên của nó này. Yên này trông to như thế này thôi nhưng không êm mấy đâu mọi người. Trông nó bọc như này thôi, từ em tưởng êm mà nó không êm mấy. Đây đề thì cũng Shimano 6 tốc độ này. Đây để vặn. Đồ thì rất là chất. M260 nhá, hàng xuất Nhật. Cái này là bộ đồ nghề này, tô vít này, rồi cái này là sách hướng dẫn này, tiếng Nhật này. Hàng xịn. Thắng thì thắng chữ C. Thắng C nhôm. Đèn này trông nhìn trông hay này, trông cưng này. Xe thì chắc chắn chất lượng này khỏi phải bàn rồi, khỏi phải bàn về cái dòng xe này rồi. Giá xe gấp thì em mình bán 5 triệu nhưng thì giao hàng trên toàn quốc có hai màu. Con này là khung nhôm, khung nhôm hay khung sắt nhỉ? Bạn ơi, con này khung nhôm hay khung sắt đây? Nó hàn bé tí thế này mà không biết là chắc là sắt luôn. Nó hàn bé tí này, cái mối hàn của nó bé tí là nó là sắt. Sắt đúng không? Trời, xe sắt mà giá bán của nó 5 triệu. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em nhé. Xe này xe sắt, không phải xe nhôm đâu. Xe thì cực đẹp rồi, đồ cực chất rồi. Khung thì khung sắt. Baga nhôm này. Đấy, baga thì nhôm. Có đèn, có khóa. Rồi đại khái là thiết kế y xì như này. 6 líp. Líp là líp Shimano. Có một đĩa thôi. Màu thì màu nho và màu trắng. Cầu mua hàng thì đến em nhé, em mình bán giá 5 triệu miễn phí, giao hàng trên toàn quốc. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.